Rồi em chào cô chú anh chị tiếp nha. Chiều hôm nay thì em sẽ cho đúc hai mẫu vuông dán dán lùn mấy anh chị ha. Mẫu vuông 60 và vuông 70 dán lùn. Đây mấy anh chị. Thì một cái thì sẽ đúc liền chân và một cái sẽ đúc rời chân. Tại mẫu này mẫu đa năng mấy anh chị. Mấy anh chị có thể đúc rời đúc liền cũng được. Nếu nó không có phải là mẫu chân liền. Đó. Anh chị thích đúc liền thì ráp liền vô cái chân đúc thôi. Còn đúc rời thì đó như cha em đang bắt cái lòng trong ở lộn cái đáy dưới bên đó đó. Đó đúc rời cái 70 đúc rời cho nhẹ. Cái 60 này đúc làm mẫu với anh chị đúc liền chân ha. Rồi giờ tí đang chuẩn bị phun nhớt đồ vô chống dính anh chị ha. Đây cái chân của cái vuông 70 này anh chị. Nếu mà đúc rời chân thì anh chị thêm 4 cái chỉ đó lên cho nó cao lên. Nó có thêm cái chỉ đó, nó có cái chỉ tròn ở ngoài cái thành chân nó đẹp hơn anh chị. Đúc liền thì mình không có ráp cái đó anh chị ha, mình ráp cái chậu vô luôn, bỏ cái đáy chậu đi, mình ráp thẳng vô cái chân luôn. Ủa sao làm cái lỗ vậy chi ta? Cái mặt chân nó làm cái lỗ vậy chi ta? Nó chào xi vô sao? Đó có cái chân của cái vuông 70 này nó cái lỗ thoát nước nó ở dưới mà. Sao kỳ ta không làm bằng luôn mà làm vậy không hiểu. Có cái chân của 70 nha, lòng trong chân 70 thôi nha mấy anh ha. Không hiểu, cái này em không hiểu ha, tại vì đổ vậy nó xi nó chèn nhưng không biết nữa, để ráp lòng trong vô nếu mà đổ liền á mấy anh. Đổ rời thì không sao đó, đổ rời cái lỗ đó lỗ thoát nước thôi. Ủa. Kỳ kỳ sao? Rồi ok mấy anh ơi, giờ cái vuông 60 này mình sẽ đúc liền mấy anh ha, liền chân thì mấy anh không xài tấm đáy và không có xài thêm 4 cái chỉ kia ha. Đó, tí đang bắt vô cái chân của nó đó mấy anh. Không xài tấm đáy chậu nha mấy anh. Còn cái 70 sẽ đúc rời cho nó nhẹ. Đây nè, cái này là bắt liền chân vô nè mấy anh. Đó. Đây cái bộ 70 đổ rời thì có chỉ trên đó mấy anh ha, hãy quay rồi đó mấy anh. Đây còn này tí đang ráp bộ 60 vô nè. Thì nhựa nó hơi dày á, thì mấy anh bắt ốc nhựa nhiều khi nó hụt á, thì mấy anh lấy cái kềm á mấy anh quặn nha. Nhiều khi ốc miếng nhựa nó dày nó côn đó, mấy anh lấy kềm á mấy anh quặn ốc nhựa qua, quặn cái đầu nhỏ á. Một tay vịn cái đầu lớn, một tay quặn cái đầu nhỏ phụ nó, phụ lực siết qua, đừng có sợ mấy anh, cứ quặn. Đổ liền vậy nó tại nhựa nó dày nó côn lỗ ốc á mà. Rồi xong xuôi hết rồi đi trồng hồ thôi. Trồng hồ thì tỷ lệ là bên em hay đổ là một xi một két một đá mi mấy anh ha. Cái đó thì em không quay, cái đó em làm nhiều rồi. Trộn bằng máy thì đổ nó mịn hơn. Rồi bây giờ đúc với anh ha, đúc cái vuông 60 trước. Mấy anh trộn mà hồ thì cứ trộn lỏng lỏng như cháo rồi đúc thôi mấy anh. Cứ trộn đều máy thì nó sẽ mịn thôi. Với lại đổ già xíu. Nó dằn chừng bao ok. Giờ mà dằn đi cần gì đâu sợ. Tại vì nó lỗ thoát nước dưới mà nó đè xuống như vậy. Em thì em thích đúc rời hơn mấy anh. Đúc rời á, nó khiên vận chuyển đồ nó nhẹ hơn mấy anh. Thì nó chỉ tốn lên xíu thời gian bắt ốc nhựa vô cái đáy thôi chứ không có gì hết. Mấy anh mà đúc liền mấy thằng nó có nhiều anh thì thích đúc liền, nó liền chân. Nhưng mà nó nặng, tùy sở thích mình thôi mấy anh ha. Tại nó đa năng thì mấy anh dùng cách nào cũng được. Này chắc tầm 7 sẻng không? 7 sẻng ha. Bộ này chắc tầm 7 sẻng xi mấy anh ơi. Tầm khoảng 14 15 kg xi. Tại em đổ tỷ lệ 1:1 anh ha. Tầm 15 17 sẻng cát. 7 cát, 7 đá, 7 xi là ok. Cỡ cỡ đó. Rồi
Rồi nhớ gõ đều cho nó láng mà nè. Nhựa dày gõ không nghe luôn ha. Nghe bụp 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 không. Nhựa dày quá mà. Nghĩ sao cái bộ này mà mười mấy ký mà. Tính ra nó cũng bằng lục giấy 60. Nhưng mà cái này nó thấp hơn mấy anh mà nhựa nó dày hơn. Lục giấy 60 nó còn đứng lên á, nó còn cao á, nên là nhựa nó 15 ký nhưng mà cái này nó dày hơn nhiều. Này nó nhỏ mà. Nó thấp xuống nhựa nó dày ra. Rồi xong cái 60 đó mà, gõ lại. Rồi tiếp tục là tới cái vuông 70 luôn mấy anh ha. Cái này. Cái 60 nãy chắc tầm khoảng 6 xẻng si mấy anh ơi, 5 6 xẻng à. 5 cát, 5 đá, 5 si chắc cũng đủ mấy anh. Em nghĩ tầm đó đủ. Tại mới nửa cái này mà tí nó thường nó chọn 10 xẻng á. Mấy anh cứ chọn 6 xẻng đi cho chắc. 6 cát, 6 đá, 6 si cho chắc. Còn cái này chắc là nhiều hơn rồi. Cái này chắc phải tầm 8 9 xẻng á. Rồi để tí nó chọn thêm cát với đá vô xíu nha. Để đút cho đủ luôn. Rồi tiếp tục mấy anh ơi, mới chọn thêm. Nhớ dằn vào cát nha mấy. Cái này dằn tầm 2-3 bao là được. Mấy anh cứ đổ nửa cái chậu đi, mấy anh dằn 2 bao, 3 bao là được. Không cần dằn quá nhiều, cái này 2 bao là ok. Lại đổ nửa cái chậu đi hẳn dằn, chứ không dằn quá công sợ nó mỏng đáy mà. Rồi dằn 2 bao được rồi đấy. 2 bao xong gõ lại. Dằn không mình mới gõ nha mấy. Chứ gõ là nó tuột xi xuống, nó đẩy lòng trong lên đó. Cái 70 này thấy vậy chứ cũng nhiều si á nha mấy anh. Chậu chân luôn em nghĩ chắc không phải 90 xẻng cát đá si nha mấy anh. Mỗi loại 10, tầm 10 xẻng á. Nãy tí nó chọn thêm mà còn thiếu nữa mà, không đủ nữa. Nãy em hỏi nó đủ chưa, kêu chắc dư. Đủ, dư. Chưa si nhê đâu, một xíu mình gõ mình còn châm lại nữa mấy anh, xíu nó còn ngót xuống nữa. Tí kêu dư. Gõ chân được rồi chứ em với nhiều á, làm luôn cho nó cái lỗ thoát nước bự nha mấy, cho nó nhẹ. Cái này đổ bằng mặt, cái mình lấy bay mình cán mặt lại sau mấy anh ha. Nó ráo lấy bay cán mặt lại, đổ bằng cái chỉ trên luôn á, chỉ tròn trên. Rồi xong hết rồi mấy anh chị ha. Thì giờ mình gõ lại rồi mình châm đều lại thôi. Đó thì quy trình đổ cái vuông lùng 60, vuông lùng 70 thì em cũng quay chi tiết cho mấy anh chị tham khảo rồi đó. Đó, anh chị có thể tham khảo và làm theo thôi. Rồi cái mẫu này thì chắc tầm khoảng chiều mai, chiều mai nó khô hẳn thì em sẽ tháo, tháo cho mấy anh chị con hoa văn. Rồi anh chị nào cần mua hai mẫu này thì vui lòng liên hệ hai số điện thoại màn hình giúp em ha. Thì clip đúc này thì em làm riêng một clip. Còn clip tháo sẽ làm riêng một clip cho anh chị coi cho nó đã. Rồi cảm ơn mọi người.